Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến mọi người về thời gian lãnh lương hưu của tháng 8 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng um hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì theo quy định tại quyết định số 166 năm 2019 của Bảo hiểm xã Việt Nam, thì lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hoàn tháng sẽ được diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 25 của tháng. Cụ thể là chi trả tại điểm chi trả, từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả, ít nhất 6 giờ một ngày tại tất cả các điểm chi trả. Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến và sẽ tổ chức chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện huyện từ ngày 11 của tháng tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng thì căn cứ quy định nêu trên lịch chi trả lương hưu tháng 8 năm 2024 theo quy định sẽ bắt đầu từ ngày 2 của tháng 8 năm 2024 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện việc chi trả qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ cơ quan bảo hiểm xã hội, chậm nhất là ngày hôm sau. Thời gian chi trả tại các điểm chi trả ở xã, phường thị trấn sẽ bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2024. Còn thời gian chi trả tại các điểm giao dịch của bưu điện sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 8 năm 2024 kéo dài cho đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, tại từng địa phương, bưu điện các tỉnh, thành phố Trung tâm sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương quyết định thời gian chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cụ thể phù hợp với từng địa bàn. Thời gian bắt đầu chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội của các địa phương không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung. Hiện nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam đang triển khai thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo hai hình thức là qua tài khoản ngân hàng ATM và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả. Tuy nhiên, để bảo đảm người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội nhanh nhất và an toàn nhất, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến khích người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM. Mới đây vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, chính phủ đã ban hành nghị định số 75 năm 2024 về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, Nghị định nêu rõ từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024. Nếu có mức hưởng thấp hơn 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Thứ nhất là tăng thêm 300 ngàn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3 triệu 200 ngàn đồng một tháng sau khi điều chỉnh. Và thứ hai, sẽ tăng lên bằng 3 triệu 500 000 đồng một tháng Đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng một tháng đến dưới 3.500.000 đồng một tháng, sau khi điều chỉnh tăng thêm 15%. Số người được điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đợt này khoảng 3.373.000 người và có khoảng 300.000 người tiếp tục được điều chỉnh tăng theo số tiền tuyệt đối sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tỷ lệ này đã được các cơ quan quản lý tính toán kỹ lưỡng đảm bảo công bằng hợp lý hài hòa có sự chia sẻ giữa những người đang hưởng lương hưu và người đang đóng bảo hiểm xã hội giữa khu vực nhà nước và khu vực ngồi nhà nước giữa các thế hệ tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội đồng thời bảo đảm khả năng cân đối của vị bảo hiểm xã hội trong dài hạn dự kiến tổng kinh phí bố trí tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng nửa cuối năm 2024 là hơn 16.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước chi 3.760 tỷ đồng, vị bảo hiểm xã hội bảo đảm hơn 12.567 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức hưởng lương hưu không phải là mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu, mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, phù hợp với ngân sách nhà nước và bị bảo hiểm xã hội để bảo đảm cuộc sống của người nghỉ hưu. Từ năm 1995 đến tháng 7 năm 2024, Quốc hội, chính phủ đã tiến hành 24 lần điều chỉnh lương hưu. Sau nhiều lần điều chỉnh thì mức lương hưu của người nghỉ hưu hiện nay đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995. Chỉ tính trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2024, chính phủ đã 7 lần điều chỉnh lương hưu

Việc điều chỉnh mức lương hưu đã và đang góp phần nhằm ổn định cuộc sống của người nghỉ hưu, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà nước đối với người lao động khi hết tuổi lao động. Ngồi hưởng lương hưu hàng tháng thì người hưởng còn được cấp thể bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian nghỉ hưu để được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe từ bị bảo hiểm y tế, chi trả với mức hưởng là 95%. Việc chính phủ thường xuyên ban hành quy định điều chỉnh mức hưởng lương hưu đã và đang góp phần quan trọng nhằm ổn định cuộc sống của người nghỉ hưu. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia nói chung và người nghỉ hưu nói riêng. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về thời gian chi trả lương hưu của tháng 8 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.